Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau đến với Cực Phẩm Gia Đình tập 117. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 117. Thật đúng là không khai ra thì không biết. Chuyện Mây Gian chính là cú đá đau đớn đối với Lâm Đại Nhân. Lâm Văn Vinh nghiến răng trợn mắt, làm bộ dạng hung ác với Lạc Ngưng. Ngưng Nhi lại không sợ hắn, ngón tay chọc vào eo hắn một cái, kể bên tai nói. Với da thịt của Từ Trường Kim này mà nói, trên người nàng ta nhất định êm ái như ngọc, vóc dáng cũng không tệ, chỉ đáng tiếc tướng công không có phúc nhãn. Thấy Ngưng Nhi trêu chọc Lâm Lang, Tiêu Tiểu Thư lắc đầu cười. Ngưng Nhi, muội đừng chiều chuộng chàng như vậy, đợi tới ngày chàng tới cửa cầu thân tiểu thư nhà khác, muội muốn khóc cũng không kịp nữa. Loại khả năng này thật sự là rất lớn. Xa xôi đâu không nói, vấn đề đại tiểu thư nhị tiểu thư gần sát ngay trước mắt, còn có yêu tinh Tiên Nhi kia cũng không biết Thanh Tuyền sau khi biết Tiên Nhi là tỷ muội cùng cha khác mẹ sẽ có phản ứng gì. Có điều phải nói rằng Tiêu tiểu thư định ra quy củ này căn bản chẳng đáng gọi là quy củ, so với trong ý tưởng của Lâm Văn Vinh còn rộng rãi hơn nghìn lần vạn lần. Hắn cảm khái than một tiếng, khẽ vuốt về mái tóc mây của Thanh Tuyền mở miệng hỏi. Thanh Tuyền, nếu ta thật sự lại muốn cưới tiểu thư nhà khác, nàng có khó chịu hay không? Khuôn mặt kiều diễm của Tiêu tiểu thư áp vào ngực hắn, trong lòng cay đắng nhưng vẫn dịu dàng đáp. Có một chút. Lời vừa nói xong lại thấy chưa hết giận, trong mắt mịt mù sương mờ, giờ nắm đấm khẽ nện vào ngực hắn. Chỉ có một chút thôi, chàng đúng là oan gia. Lâm Văn Vinh nghe được mừng rỡ, nhưng lại mơ hồ cũng có chút chua xót, ôm lấy thân hình mềm mại không xương của nàng cười hắc hắc. Không cần lo lắng. Sau này ta rảnh rỗi sẽ nghỉ ở trong phòng của nàng. Tiêu Thanh Tuyền kinh ngạc, trong lòng ngọt ngào đỏ bừng cả mặt. Điều này sao có thể được? Tỷ muội thiếp cần phải giải mưa thấm đều, sao có thể yêu chiều mình thiếp? Chẳng làm vậy làm thiếp khó làm người được. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Chớ hoảng, ta còn chưa nói hết, lại đem Xào Xào Ngưng Nhi đều gọi tới, mọi người cùng nghỉ một nơi, chăn lớn đắp chung, mưa giải khắp nơi, như vậy không phải là xong hết sao? Đáng ghét, cả người Tiêu tiểu thư như lửa đốt, ngón tay xinh xinh điểm lên đầu hắn. Chàng chẳng hề nghiêm chỉnh, cứ chọc ghẹo nữ tử bọn thiếp như vậy. Cái này sao có thể gọi là chọc ghẹo? Thần sắc Lâm Đại Nhân vô cùng nghiêm túc. Việc này liên quan đến đại nghiệp đoàn kết của Lâm gia ta, vạn vạn lần không thể chậm trễ. Tiêu Thanh Tuyền thân là vợ cả của Lâm gia, làm cho hậu viện đoàn kết là trách nhiệm của chính nàng. Nghe hắn nói trịnh trọng vội hỏi. Việc liên quan đến sự đoàn kết như thế nào? Chậm rãi vuốt ve trước bụng không chút tì vết của nàng, bàn tay cảm thấy nó thật trơn mịn như ngọc, khiến người ta say mê. Tiền tử của ta, nàng tưởng tượng xem, mọi người chúng ta là người một nhà. Trừ đi nàng là bà cả thân thiết của ta ra, còn lại đều là tiểu lão bà thân thiết của ta, đều là lấy hầu hạ tốt lão công làm vinh quang trách nhiệm của chính bản thân. Còn có gì phải khách khí chứ? Trước tiên là chung giường, rồi lại chung lòng, đây là cách đoàn kết tốt nhất đó. Tiêu tiểu thư mặt đỏ bừng khẽ hứ một tiếng. Oan gia chàng, chỉ nghĩ biện pháp chọc kẹo bọn thiếp, lại còn nói quan niệm đường hoàng như thế, thiếp không nghe chàng suối bẩy, sao sao Ngưng Nhi, các bội lại đây. Lạc Ngưng vứt hài tú hoa leo lên giường, rúc vào bên người của tỷ tỷ, Xào Xào men theo mép giường ngồi xuống, bà nữ tử dựa sát vào nhau. Tiêu Thanh Tuyền đưa tay ra, bên phải kéo lấy Xào Xào, bên trái kéo lấy Lạc Ngưng, yêu kiều cười với Lâm Văn Vinh. Phu quân, chúng ta là người một nhà, thân mật liền kề, hợp làm một thể, nhất định không thể hoài nghi lẫn nhau, làm người ngoài nhìn chê cười. Nàng nhích người tới, gò má hồng lên, hôn một cái lên người Lâm Lang. Lạc Ngưng và Xào Xào học theo, mỗi người hôn hắn một cái để bày tỏ quyết tâm của mình. Nghĩ tới thân phận của Tiêu tiểu thư nhưng lại đối xử với mình chí tình chí nghĩa như thế, là nhìn bao khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc trước mặt, không khí trong phòng trở nên nồng nàn ấm áp, ngấm sâu vào tận cõi lòng, đây mới là cảm giác gia đình. Lâm Văn Vinh cảm động, giang lồng ngực lớn ôm cả ba người cùng vào lòng. Ba vị lão bà, các nàng đối xử với ta quá tốt, ta nhất định sẽ càng cố gắng hơn nữa, tranh thủ dẫn về càng nhiều nữ tử cho các nàng thẩm tra. Sao? Bà nữ tử đồng loạt ngẩng đầu lên. À, là bên nước rót trà, bên nước rót trà, mua mấy nha hoàn thôi, các vị phu nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh. Ai bảo chàng tắc quái? Tiêu tiểu thư lườm hắn một cái. Quy củ vừa rồi đã giảng qua, thiếp và hai vị muội muội đều không phải là người hay ghen, chỉ cần là tiểu thư chính trực lấy về cửa Lâm ra, không thiếu tiện nghi cho chàng chiếm. Lâm đại nhân mặt mày hớn hở. Đâu có, đâu có, ta trước giờ không giỏi chiếm tiện nghi. Thanh Tuyền, nàng hiểu rõ ta mà. Ba vị phu nhân trực tiếp bỏ qua lời của hắn. Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên thở dài. Chuyện khác nói còn dễ nói,
chỉ có tiểu cung nữ Cao Ly này hơi có chút tâm tư, sợ là không dễ xử trí. Lạc Ngưng nhướng mày hừ một tiếng, nàng ta dám hạ thủ đoạn quá đáng với tướng công của muội, chỉ riêng điều này cũng chớ mơ tưởng tiến vào cửa Lâm gia ta. Từ Trường Kim này phạm vào tội là mọi người đều giận đã. Lâm Văn Vinh không xen miệng vào được. Tiêu Tiểu Thư lắc đầu, ta lo lắng không phải là vào hay không vào cửa của Lâm gia ta, nhưng nghĩ tới đêm qua nàng ta làm như thế, rốt cuộc là có dụng tâm gì. Lâm Lang, chàng và vị tiểu công nữ kia qua lại sâu sắc, từ phía chàng mà xem, những việc nàng ta làm đêm qua rốt cuộc là có dụng ý gì? Cũng chỉ là đêm qua vừa rồi qua lại sâu thêm một chút. Lâm Văn Vinh giang hai tay ra, sắc mặt ảo não. Lão bà, ta là người bị hại, nào có thể đoán được tâm tư của kẻ thù ác chứ? Nhất định là thấy lão công của nàng thanh thuần thiện lương, giống như là mỹ nam, mới nổi lòng xấu xa. Tiêu Tiểu Thư thở dài, nếu chỉ là ý nghĩ nhất thời, vậy cũng chẳng có gì. Chỉ sợ nàng ta sớm có mưu đồ muốn hương hòa của Lâm Lang mở mang. Không thể nào! Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên. Nàng lo lắng, nàng ta có mang con của ta? Mới một lần mà, điều này sao có thể chứ? Có cái gì không thể chứ? Tiêu Tiểu Thư mặt đỏ rực, giận dỗi lườm hắn một cái. Lâm Văn Vinh vội ngậm miệng không nói nữa. Hỏa lực của lão tử hung mạnh, không chuyện gì là không thể. Thanh Tuyển trước mắt chính là ví dụ. Nếu thực sự là thế, vậy thì phiền toái rồi. Huyết mạch của Lâm gia ta lưu lạc tha hương ở dị quốc, nếu bị người ngược đãi. Tiểu Thanh Tuyển lắc đầu than không nói tiếp nữa. Hậu quả thật nghiêm trọng. Lâm Văn Vinh hơi ngẩn ra. Tình một đêm mà thôi, chẳng lẽ tiểu công nữ không làm chút phòng hộ gì đó? Chàng cũng chớ lo lắng, những điều này cũng chỉ là thiếp suy đoán mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền ôn nhu an ủi hắn. Có lẽ nàng ta thật sự động chân tâm với chàng. Trước khi đi, chỉ cầu một đêm hoàn hảo cũng chưa biết chừng. Chỉ mong như thế. Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười. Nếu thật sự sinh con, đó mới là trò cười lớn nhất thế kỷ. Xào xào nghe được vô hạn mong đợi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vận dụng hết dũng khí nói bên tai hắn. Đại ca, muội cũng muốn sinh em bé. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai nàng cười ôn nhu. Cô bé ngoan, đại ca hôm nay mầm giống bị người ta đánh cắp rồi. Đợi ta tích xúc một đêm, ngày mai ta lại cùng nàng canh tác mùa xuân. Mấy người nói chuyện, sắc trời dần dần đã sáng tỏ. Tiểu Thanh Tuyền một đêm chưa ngủ, Lâm Văn Vinh thường lã bà và nhi tử, muốn cưỡng bách nàng nằm xuống. Lạc Ngưng lắc đầu. Đại ca, sợ là không kịp giờ nữa, kiệu trong cung sắp tới ngay rồi. Kiệu trong cung? Lâm Văn Vinh không hiểu. Bọn họ tới làm gì? Tiêu Thanh Tuyền nắm tay hắn, nước mắt lăn xuống. Lâm Lang, phụ hoàng hạ chiếu thư, muốn tiếp hồi cung tụ họp. Đem di cốt của mẫu hậu liệm trong hoàng lăng, thiếp thân là nữ nhi, sao có thể không tận hiếu đạo? Lâm Văn Vinh lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua hoàng đế hạ chiếu. Thân là nhi nữ, vì phụ mẫu tận hiếu là điều đương nhiên. Lâm Văn Vinh vội vỗ về. Vậy ta cùng nàng tiến cung. Vừa khéo ta hôm qua và Từ Trường Kim nghị luận xong điều khoản, cũng muốn trình lên lão gia tử xem qua. Có làng quân bồi tiếp, Tiêu Thanh Tuyền được an ủi rất nhiều. Lâm Văn Vinh lấy ra điều khoản hôm qua nghị luận ước định, cùng phu nhân tỉ mỉ hân thưởng một lượt. Tiêu Thanh Tuyền chính là phượng hoàng trong loài người, lướt qua điều khoản cảm khái gật đầu. Phụ hoàng đăng cơ hơn 20 năm, nhưng vì đủ loại duyên cơ mà ẩn nhẫn, không biểu lộ gì. Điều này chính là sự tiếc nuối lớn nhất đời của người. Phu lang, chàng tặng người món quà lớn như thế này. Đại hoa ta khai quốc mấy trăm năm, phụ hoàng làm hoàng đế đầu tiên mở rộng lãnh thổ. Phu quân, Thanh Tuyền thay phụ hoàng cảm tạ. Khách khí như vậy làm gì? Chúng ta đều là người một nhà cả mà. Lâm Văn Vinh cười lớn, thuận tay đem thánh chỉ phụng chỉ cầu nữ kia quẳng vào một góc. Thanh Tuyền hiểu rõ đại ý thâm sâu như thế, thứ đồ này đã vô dụng rồi. Khi kiệu ở trong cung tới, Lâm Văn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, chỉ thấy đội ngũ rầm rộ long trọng, thái giám trang phục màu đỏ, cùng ngà y phục rực rỡ, không ngờ có hơn 1.000 người, thần sắc ai ai cũng cung kính, hai tay dâng áo gấm tơ vàng, khay vàng đồ ngọc, trước sau đi theo xe phượng 15 chiếc, xe ngựa hơn 100 cái, từ trước cửa Lâm phủ xếp hàng tới tận đường lớn Tây Trực Môn. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm có ấu nữ tên gọi là Xuất Vân, phù du ngoài cung hơn 20 năm, trung trình nhân nghĩa, tận hết chức trách, ra sức bảo vệ an khang ổn định của đại hoa. Nay mọi việc đã xong, đặc tứ 15 xe phượng, 100 xe ngựa, nghênh tiếp công chúa hồi cung, người ở dọc đường hết thảy quỳ lại, khâm thứ. Cả bình tuyên xong thánh chỉ quỳ ở trên mặt đất đầu tiên, nâng tấm lụa vàng qua quá đầu, cao giọng sướng lên. Cùng nghênh Xuất Vân công chúa, cùng nghênh Xuất Vân công chúa. Mấy ngàn thái giám cung nữ quỳ dạp xuống đất cùng sướng lên. Lạc Ngưng và Xào Xào đã phục thị Tiêu Thanh Tuyền mặc y phục chỉnh tề. Tiêu Tiểu Thư mũ phượng áo choàng, váy dài tơ vàng, mặt như phủ dung, thần tự liễu rủ,
dáng điệu thướt tha. Lâm Văn Vinh nhìn mà sung sướng cõi lòng, lão bà của ta quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Tiêu Thanh Tuyền là kiều nữ độc nhất vô nhị của Đại Hoa, trời sinh đã có khí chất trang nhã cao quý. Nàng tiếp thánh chỉ, khẽ mỉm cười dịu dàng nói: "Chư vị đều đứng lên cả đi." "Tạ ơn công chúa." Chủ nhân lại cấu đầu, lúc này mới đứng lên. "Nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng nghênh tiếp công chúa hồi cung, xà giá đều đã chuẩn bị xong, cung thỉnh công chúa khởi giá." Cả bình the thé cất giọng thi lễ sướng lên. Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu: "Làm phiền cao công công rồi, bản cung liền khởi giá." Nàng xoay người nắm lấy Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng bảo hắn: "Lâm lang, chúng ta cùng hồi cung." Lâm Văn Vinh mặc dù đã cùng Xuất Vân công chúa ở chung, ngủ chung, nhưng chiếu theo quy củ của Đại Hoa, hoàng thượng chưa chính thức ban hôn sự. Hắn lúc này còn chưa được nhận xưng hô phỏ mã. Lúc này công chúa lên tiếng rồi, Cao Bình ôm quyền với hắn: "Mời Lâm đại nhân đồng hành cùng công chúa." Lâm Văn Vinh sao còn có thể khách khí với hắn, nắm lấy Thanh Tuyền đi lên xe, hạ rèm xuống. Trong tiếng chiêng trống vang trời, phượng giá chuyển động, chậm rãi đi về hướng Đông Trực Môn. Xuất Vân công chúa ở bên ngoài nhiều năm trở về cung, lại là huyết mạch duy nhất của hoàng hậu lưu lại, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất kiều nữ. Sự chấn động của sự kiện không nghĩ cũng biết. Phượng giá bắt đầu liên đường từ Đông Trực Môn, qua nhà vượt ngõ, theo đường lớn ngoài cung mà đi, cùng vạn dân chung vui. "Xuất Vân công chúa, Xuất Vân công chúa." Hai bên đường lớn đông nghẹt người tới giọt nước cũng không qua được. Phượng giá đến đâu, người quỳ bái đến đó, sợ hãi thành kính. Tiêu Thanh Tuyền vén rèm xe, mỉm cười vẫy tay với dân chúng. Chúng nhân nhìn thấy dung nhan như tiên trên trời của nàng, đám người tức thì như thủy triều cuộn sóng, tiếng hô liên tiếp vang lên, nối liền không dứt, làm khí thế đẩy lên cao trào. Lâm Văn Vinh lười biếng nằm trên giường nắm lấy tay của nàng: "Lão bà tốt, nàng hiện tại thân đang mang thai, cũng không nên vất vả quá, mau nằm vào lòng lão công nghỉ ngơi một chút đi, ta mát xa cho nàng." Tiêu tiểu thư rất cảm khái lắc đầu than: "Đây đều là bách tính phổ thông của Đại Hoa ta, cần lao chất phác. Nếu không có ngoại địch xâm nhập, bọn họ vốn có thể sinh sống đầy đủ an khang. Chỉ đáng hận người hồ dã tâm như lang sói, mơ ước đất đai vạn dặm giàu có của Đại Hoa ta bắn cùng ném đá, ngựa đạp biên quan, hãm hại vạn dân ta trong nước lửa, thật sự vô cùng ghê tởm. Người hồ mặc dù đáng hận, nhưng chính bởi vì ruồi bọ không bâu vào trứng lành, Đại Hoa ta an định nhiều năm, khắp nơi ca múa lên cao, hưng văn phế võ, biên quang buông lỏng phòng bị, mới để cho người hồ có cơ hội lợi dụng. Nói khó nghe một chút là Đại Hoa ta tự phế võ công, lão gia tử phải tự kiểm điểm cẩn thận mới đúng." Lâm Văn Vinh cười hai tiếng: "Chàng dám bảo phụ hoàng thiếp kiểm điểm, chàng nên nói ít những lời nhạo báng đi." Tiêu tiểu thư đỏ mặt hừ một tiếng, nhào vào lòng hắn mà đánh. Nghe thấy bên ngoài vạn dân hoan hô, trong xa giá lại chỉ có phu thê hai người cười đùa vui vẻ, không khí đã đặc biệt lại êm ấm. "Lâm lang, chàng xấu chết." Hai người náo loạn một trận. Tiêu Thanh Tuyền tiếp xúc thân thể với hắn, rõ ràng cảm thấy hạ thân tựa như có vật gì cứng chọc vào mình, tức thì thẹn đỏ mặt, làm ra vẻ muốn đánh. "Cái này ta thật sự không phải cố ý." Lâm Văn Vinh mặt mũi sầu khổ: "Lão bà của ta đẹp như tiên nữ, nếu là không một chút phản ứng, vậy ta còn không phải thành thái giám rồi à?" "Hư hỏng." Tiêu Thanh Tuyền mặt đỏ bừng, trong lòng vừa ngọt ngào vừa e thẹn, tức giận lườm hắn một cái. Tư thái quyến rũ kia quả thực là cào nát tâm can của Lâm đại nhân. "Lão bà, cái xe này của nàng cũng đủ lớn đấy." Lâm Văn Vinh mặt dày nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Tuyền, khẽ khẽ gãi vài cái, trong âm thanh mơ hồ có chút ý vị dầm đãng không nói lên lời. Tiêu Thanh Tuyền tuy tính cách bình đạm như tiên, nhưng mang thai 5 tháng chính là lúc nữ nhân dễ xúc động tình dục nhất. Bị trượng phu nắm lấy tay, khẽ quả vài cái, toàn thân nàng nhũn ra, tim đập thình thịch. "Phu quân, chàng muốn làm gì?" Lâm Văn Vinh chớp chớp mắt cười hắc hắc: "Lão bà, lời này nàng hỏi rất hay. Lúc này, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Nàng làm công chúa, ta đương nhiên là muốn làm phò mã rồi." Tiêu tiểu thư à một tiếng kinh hãi, sắc mặt phút chốc đỏ bừng. Mặc dù sớm biết phu quân mình vô pháp vô thiên, hoàng dâm bá đạo, nhưng không ngờ tới hắn thật sự yêu cầu gì cũng dám nhắc tới. Hơn nữa, muốn tại trên xe trước con mắt vạn chúng làm phò mã một hồi, đúng là phóng đãng. Lâm Văn Vinh giữ chặt tay nàng, thổi một hơi vào bên lỗ tai ngọc ngà của nàng. Tiêu Thanh Tuyền toàn thân mềm nhũn, dãy giụa không được, vội nhắm mắt lại, hàng mi dài run run, trong lòng phát hoảng: "Lâm lang chàng, chàng đổ xấu ra." Bộ dạng Tiêu tiểu thư ra vẻ chống cự, lại như muốn nghênh tiếp, càng kích thích sắc hòa của Lâm đại nhân bốc lên. Cùng lão bà của mình hoan ái chính là thiên kinh địa nghĩa. Hắn đưa tay luồn vào tiết y của Thanh Tuyền. Tiêu tiểu thư khẽ rên lên, hơi thở như làn.
Lâm Lang, không, không được, chàng, trên người chàng có mùi của người khác. Không phải chứ, lúc này rồi mà nàng còn nhớ đến điểm này. Lâm Văn Vinh tức thì sụi lơ, thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ của hắn, Tiêu Tiểu Thư phì cười che miệng nói. Ai bảo chàng đêm qua khoái hoạt như thế, đó là chàng tự chuốc lấy. Ngày hôm qua ở đâu ra khoái hoạt chứ, đó là một đêm khuất nhục, ta từ sinh lý tới tâm lý đều đau đớn không muốn sống. Mặt hắn như muốn khóc, Tiêu Tiểu Thư lườm hắn một cái ngượng ngùng cúi đầu nói. Nếu là Ngưng Nhi hoặc Xào Xào, chàng cùng bọn họ hoang đường một phen, lại tới tìm thiếp ân ái, tâm lý thiếp cũng không so đo. Trong một cái lỗ sao nhổ được hai cây cải, đó đều là tỉ muội nhà mình. Hoang đường thì cũng hoang đường rồi, nhưng tiểu cung nữ Cao Ly lại không phải là dâu Lâm gia ta. Chàng và nàng ta một đêm phiên vần phúc vũ, toàn thân trên dưới toàn mùi vị của nàng ta, lại tìm thiếp ân ái, thiếp còn không muốn đi tìm nàng ta tính sổ. Nếu chàng không rửa sạch sẽ, đừng hòng chạm vào người thiếp. Thành Tuyền còn có bệnh này à? Lâm đại nhân trong lòng phát khổ. Không có chỗ nói ra. Nghĩ lại lời nói của Tiêu Thanh Tuyền, thật ra có học vấn rất lớn. Nàng so đo Từ Trường Kim không phải là phu nhân của Lâm gia, đối với Xào Xào và Lạc Ngưng lại không kiêng kỵ lắm. Thế này chẳng phải ý là... Lâm Văn Vinh mừng rỡ. Việc hôm nay tuy không thành, việc sau lại rất đáng trông mong à. Thấy phu lang trầm tư, cho rằng hắn giận rồi, Tiêu Tiểu Thư trong lòng có chút không yên, nắm lấy tay hắn rụt rè nói. Lâm lang, chàng đừng giận. Đợi chàng tắm xong, chàng muốn thế nào thì thiếp đều để tùy ý chàng, dù là trên xe này, xấu hổ chết, chàng thật hư hỏng. Tiêu Tiểu Thư thẹn thùng che má, cúi đầu vùi vào lòng hắn không dám nói. Lâm Văn Vinh mừng lắm, ôm lấy thân thể mềm nhũn không xương của nàng, dâm đãng cười ha ha. Thanh Tuyền, nàng quá coi thường lão công rồi, nàng cho rằng là nửa thân dưới của ta là động vật sao? Sai, quá sai rồi, nói thật cho nàng, nửa trên người của ta dùng để suy nghĩ, còn nửa người dưới là dùng để ủng hộ suy nghĩ. Nghe tiếng hắn cười, Tiêu Tiểu Thư liền biết là bị hắn lừa, nằm trong lòng hắn ư hử hai tiếng không để ý. Phu thê hai người nép vào nhau cười đùa ầm ĩ, nghe Lâm đại nhân kể chuyện hòa thượng đánh trống, ảnh vụ uống nước, Tiêu Tiểu Thư thẹn thùng không thôi. Chỉ thấy ở cùng với phu lang lâu rồi, thanh tu nhiều năm sớm đã trở thành hư không, từ thiên tiên giáng xuống phàm trần, đang từng bước rơi xuống địa ngục. Hai người thỏ thẻ chuyện khuê phòng mật ngữ, ngọt ngọt ngào ngào, càng mang thêm chút tình thú khác lạ. Tư duy truyền thống của Tiêu Tiểu Thư đã vô cùng lung lay, nhất thời trầm mê vào trong đó, không tự thoát ra được. Đội ngũ long trọng rầm rộ diễu hành khắp đường lớn ngõ nhỏ, gần tới trưa mới từ cấm thành vào cung. Dọc đường phủ kín thảm lớn màu hồng rất tưng bừng, bắt đầu từ khi tiến vào cửa cung. Dọc đường có tiểu thái giám áo vàng không ngừng cao giọng sướng lên, báo cáo vị trí địa điểm phượng giá của công chúa. Qua cửa chính, liền thấy trước điện Trung Hòa bách quan đứng thành hàng lớn, lộng rồng cổ hoàng đế treo cao, đúng là hoàng đế tự thân nghênh tiếp công chúa hồi cung rồi. Dừng lại, mau dừng lại. Tiêu Thanh Tuyền vội phân phó. Cùng Lâm Văn Vinh xuống phượng giá. Phu thê hai người vừa trêu chọc, mặt vẫn còn nhuộm một mảng hồng. Lúc đi phong tư yêu kiều, phong tình vạn trùng. Nàng đi nhanh hai bước, thấy hoàng đế trên long ỷ đang mỉm cười với mình. Tiêu Tiểu Thư nhiệt lệ quanh tròng, uyển chuyển quỳ xuống. Nhi thần xuất vân khấu kiến phụ hoàng. Lâm đại nhân nhìn thấy đau lòng. Lão bà của ta có thai cũng 5 tháng rồi, làm sao quỳ xuống được? Lão nhạc phụ ông lại không biết đỡ nàng. Lão hoàng đế tự nhiên biết Tiêu Tiểu Thư người vừa muốn gập xuống liền đã kịp thời đỡ lấy rồi. Con của ta miễn lễ. Tiêu Thanh Tuyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt phụ hoàng đầy nếp nhăn, hiện vẻ già nua, tóc mái đã điểm hoa xương, sớm đã không còn dáng dấp trẻ trung gì nữa. Nàng nhịn không được bật khóc, nhào vào lòng hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần trở về rồi. Lão hoàng đế nhẹ nhẹ vỗ vai Thanh Tuyền, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Xuất vân, con trở về rồi. Tốt, rất tốt. Chấm rất cao hứng, rất cao hứng. Ông bỏ tay xuống, hướng về bách quan sau lưng ngạo nghễ nói. Chúng khanh, đây chính là xuất vân công chúa của chấm. Các khanh đều tới giả mắt đi. Vị thần tham kiến xuất vận công chúa. Trăm quan cùng lên tiếng chúc mừng, khom lưng làm đại lễ. Duy chỉ có Thành Vương là hơi nhún người một chút, sắc mặt rất là khó coi. Chư vị đại nhân khoái thỉnh không cần đa lễ. Tiểu Thanh Tuyền lau nước mắt khoan dung bảo. Chư vị đều là giường cột của đại hoa, phụ tá vụ hoàng của ta nhiều năm. Vì đại hoa ta lập ra kỳ công hiển hách, xuất vận cũng phải bái tạ chư vị đại nhân. Chúng nhân vội đáp. Không dám, không dám. Không khí tức thì trở nên náo nhiệt, lão hoàng đế cực kỳ cao hứng, nắm tay công chúa đi qua trước mặt bách quan, lần lượt vì nàng giới thiệu các vị lương đống trong triều. Hoàng đế không có con trai kế thừa, chỉ có 3 vị công chúa,
Vị xuất vân công chúa này là do hoàng hậu sinh ra, lại ung dung cao quý, không hề nghi ngờ gì là người được hoàng đế yêu quý nhất. Chúng thần trong lòng đều có chút tâm tư mua lòng, vội vàng hướng xuất vân công chúa thỉnh an hỏi thăm, cầu trước mặt nàng lưu lại ấn tượng tốt. Vị này là Thành Vương Thúc. Hoàng đế cười giới thiệu cho Thanh Tuyền. Vương Thúc chính là cánh tay trái, tay phải của Đại Hoa ta, chống đỡ nửa giang sơn của Đại Hoa. Thành Vương vội vàng khom người. Hoàng thượng quá khen rồi, thần đệ không dám nhận. Công chúa đã trở lại, đã giải quyết được một tâm sự to lớn của hoàng thượng. Thần đệ chúc mừng hoàng thượng. Thành Vương cũng vậy. Hoàng đế cười hai tiếng. Tiêu Thanh Tuyền trong lòng biết rõ ruột gan của Thành Vương này, khẽ thì lễ không nói gì. Thấy hoàng đế giữ lấy Thanh Tuyền cùng chúng nhân ổn á, không đếm xỉa gì tới mình, Lâm Văn Vinh đợi tới buồn bực muốn chết. Chúng nhân thấy hắn theo công chúa từ Phượng Giá xuống, tuy là không hợp lễ, nhưng nếu hoàng thượng đã không hỏi tới, bạch quan cũng nhắm mắt giả vờ không nhìn thấy. Chúc mừng tiểu huynh, chúc mừng tiểu huynh. Giọng Từ Vị vang lên bên tai, nụ cười trên mặt đầy vẻ thần bí. Từ tiên sinh, đừng nói đùa ta nữa, ta có cái gì đáng chúc mừng chứ? Lâm Văn Vinh mỉm cười, nhìn thấy Từ lão đầu, hắn liền nhớ tới Từ Chỉ Tinh. Nhà đầu nói từ nay trở đi không biết đến Lâm Tam nữa, cũng không biết là lời tức giận hay là lời thật lòng. Từ Vị nhìn bốn phía, thần bí thì thầm. Thì ra, Thanh Tuyền phu nhân bà tiểu huynh vẫn luôn tìm kiếm, lại chính là xuất vân công chúa của Đại Hoa. Không mấy ngày nữa, lão hồ phải đổi giọng gọi tiểu huynh là phò mã rồi. Đây còn không phải là việc vui. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc hai tiếng. Chỉ cần ta gật đầu, sợ rằng ông phải gọi ta là hiền tế rồi, còn phò mã cái rắm. Từ đại nhân, ngày hôm nay có nhìn thấy Từ tiểu thư không? Nàng ta có gì khác thường hay không? Lâm Văn Vinh suy nghĩ nửa ngày trời mới vô cùng cẩn thận thốt ra. Thấy, không thấy có gì khác thường. Bữa sáng còn thấy nó và dì nương nói đùa nữa. Lão Từ mơ hồ cả kinh. Sao vậy tiểu huynh, chẳng lẽ chỉ nhi xảy ra chuyện gì? Không có gì khác thường ư? Ta ngất, đây đơn giản là khác thường lớn nhất. Lâm Văn Vinh nhỏ giọng đề tỉnh. Từ đại nhân, ngài cẩn thận nghĩ lại, Từ tiểu thư gần đây có lời nói kỳ quái hoặc là giả là hành động kỳ quái gì hay không? Lời nói hoặc hành động kỳ quái? Lão Tử nhíu mày cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Không nhìn thấy có cái gì không bình thường, trừ... Trừ cái gì? Lâm Văn Vinh hỏi. Từ Vị tủm tỉm cười. Gần đây cũng không biết vì sao. Chỉ nhi đột nhiên nuôi hai con chó lớn, cả ngày huấn luyện bọn chúng chạy trốn đuổi bắt, còn đặt tên, nghe gì nương nó nói, hình như gọi là... Lão nhìn Lâm Văn Vinh một cái, cười hắc hắc vội dừng lời. Lâm Văn Vinh tự nhiên biết tên chó của Từ tiểu thư nuôi là gì, cười to hai tiếng. Từ tiểu thư hóa ra thích chơi thú cưng, cái này thật sự có chút ý tứ. Hôm nào đó ta cũng nuôi mấy con chó sói chơi, không chừng cùng chó nhà ngài kết thân già nữa, sinh ra làng cẩu. Từ Vị chẳng biết giữa hắn và Từ Chỉ Tình có chuyện gì, còn cho rằng Lâm Tiểu Ca nói đùa với mình, cười mấy tiếng rồi thần sắc nghiêm túc. Không nói chỉ nhi nữa, tiểu huynh, có một việc cậu biết đừng nổi giận. Có việc gì ghê gớm có thể làm ta tức giận? Lâm Văn Vinh lắc đầu. Từ Vị than khẽ. Hoàng thượng thả Lộc Đông Tán và A Sử Lạc. Ai, ai, ngài nói ai? Lâm Văn Vinh mở to hai mắt, Từ Vị bất đắc dĩ cười khổ. Cuộc sự đột quyết Lộc Đồng Tán, sứ thần đột quyết A Sử Lặc, hoàng thượng hôm qua hạ chỉ tuyên cáo thiên hạ tội của bọn chúng, đồng thời cho chúng trở về nước. Hai người này đã suốt đêm chạy về đột quyết rồi. Hồ đồ! Lâm Văn Vinh vỗ đùi thần sắc tức giận. Hai người này không dễ dàng mới bị ta bắt được, sao có thể nói thả la thả? Đặc biệt là do quốc sư Lộc Đồng Tán kia, chính là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, ta lần trước thiếu chút nữa thì bị hắn lừa. Giọng hắn cực lớn. Ánh mắt của chúng nhân đã hướng sang phía này, Từ Vị sợ hãi giữ hắn lại. Lâm tiểu huynh của ta, cậu nhỏ giọng một chút, cậu là phò mã của hoàng thượng, không sợ mất đầu, nhưng lão hủ còn muốn sống thêm vài năm nữa. Lâm Văn Vinh cố áp chế cơn giận, hừ một tiếng. Lão gia tử vì sao muốn thả bọn chúng, chẳng lẽ ông ấy không biết đây là thả hồ với dương sao? Lộc Đông Tán chính là quốc sư đột quyết, một chủ ý của hắn liền có thể làm hàng vạn huynh đệ đại hòa tà để hồn nơi đất khách, sao có thể nói thả la thả? Những điều này hoàng thượng đương nhiên là biết, nhưng cổ ngữ nói rất đúng, hai nước giao binh không chém sứ giả, không nói Lộc Đồng Tán kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói đơn giản là bắt sứ đoàn đột quyết phái đến, đây liền trở thành chuyện cho người ta bàn tán. Cho dù là bọn chúng muốn trộm đại pháo mang về, đại hòa chúng ta có thể bắt bọn chúng,
nhưng người ngoài sẽ nghĩ thế nào? Lời người đáng sợ, bọn họ chỉ cho rằng đây là đại hòa ta cố ý vụ oan hãm hại Đột Quyết, đem mèo trắng nói thành mèo đen, việc qua lại giữa đại hòa ta và các nước khác, càng bởi vậy mà lọt vào thế bị động. Nước khác đều không tin chúng ta, cho rằng phía ta bội tín bất nghĩa, bắt được đặc sứ Đột Quyết phái đến, hoàng thượng cũng rất khó xử. Sau khi cùng chư vị đại thần các bộ thương lượng mới hạ chiếu khiển trách, đồng thời cho bọn chúng về. Bởi vì chuyện ngoại giao rất rắc rối phức tạp, lão hồ cũng không phản đối. Việc ngoại giao rắc rối phức tạp, Lâm Văn Vinh phất tay áo tức giận vô cùng. Từ tiên sinh của ta, ngài thật là hồ đồ. Chuyện ngoại giao đơn giản chỉ là hai chữ thực lực quyết định hết thảy. Vì sao người nước ngoài nhìn đại hoa ta như thế nào, các người lại khẩn trương như thế? Chẳng lẽ cách nhìn của nước khác so với an nguy của bách tính đại hoa ta quan trọng hơn? Lần này đại hoa ta nhẹ nhàng lấy cao ly kia có lời ngoại giao gì để nói? Tùng hoành liên hợp là sách lược, nhưng cũng dựa vào thực lực. Nếu là nước nhỏ, sao tới ngoại giao? Đại hoa cường thịnh, không cần ngoại giao. Nằm nước theo đó tới diều cống, đại hoa suy bại, người có gả 1000 lần ngoại giao cũng chỉ làm người ta nhạo báng. Hắn mặt đen mày lạnh, khí thế bức người, tư vị quen sóng to gió cả, cũng sợ nhảy dựng lên, yếu ớt mở miệng khẽ nói. Chẳng lẽ bởi vì thế nước mạnh yếu, ngay cả nghi lễ ngoại giao cũng không để ý? Lễ nghi ngoại giao ư? Lập Vận Vinh ngửa mặt lên trời cười dài. Ha 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 ha, Tử tiên sinh, đặc sứ Đột Quyết A Sử Lạc kia ngây ngang trên kim điện của đại hoa ta, ngài tự mắt nhìn thấy đó. Hắn nói tới lễ nghi với ngài không? Đem hỏa pháo của đại hoa ta len lén mang về, hắn có nói lễ nghi với ngài không? Vì sao tới phiên đại hoa ta, ngài liền muốn giảng lễ nghi với chúng? Ngài cho rằng lễ nghi này chính là sản vật đạo trung dung đại hoa ta tích lũy bao năm. Người đại hoa chúng ta chơi với nhau có thể được, nhưng Đột Quyết kia chúng không phải là người đại hoa. Chúng không học đạo khổng mạnh, không nói đạo trung dung, nhưng lễ nghi ngài tin tưởng, trong mắt chúng một xu cũng không đáng. Ngài sao có thể lấy tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác? Chỉ bởi vì cái lễ nghi ngoại giao này, đại hoa ta phải trả giá bao nhiêu sinh mệnh trẻ tuổi, phá tan bao nhiêu gia đình tốt đẹp. Từ tiên sinh của ta, ngài nói, ta sao có thể nói ngài tốt? Lập Vân Vinh đau lòng tức giận, tập trung sức mạnh toàn thân, đá một cước vào kiệu nhỏ bên cạnh. Rầm một tiếng, chiếc kiệu kia lắc lư vài cái, ầm ầm đổ xuống. Tư vị cầm như hến, không nói được lời nào. Ngôn từ của Lâm Tam tuy quyết liệt, nhưng biểu lộ đạo lý không giống bình thường. Thả A Sử Lạc và Lộc Đông Tán, ông vốn cho rằng là hành động trượng nghĩa, đập vỡ lời đồn của nước khác, nghiệm chứng sự thành bạch của đại hoa, chuyện rất nên làm. Nhưng một câu nói của Lâm Tam vừa làm ông bừng tỉnh lại hối hận. Vì sao người khác nhìn đại hoa ta thế nào, chúng ta phải khẩn trương như thế? Chẳng lẽ thể diện thực sự với hưng vong của quốc gia, an nguy của bách tính trọng yếu hơn? Tử tiên sinh, ta là người lòng không có ý chí lớn. Lâm Văn Vinh khẽ thở dài, trong lòng nổi lên một cảm giác bất lực. Nhưng ta cũng là một người đại hoa, ta không hy vọng nhìn thấy bất kể việc gì phát sinh nguy hại tới dân tộc và đồng bào của chúng ta. Nhiều khi ta nghĩ, Lâm Tam ta tình nguyện cả đời gánh chịu những tiếng chửi rủa, ta bị người chửi là vô sỉ hạ lưu, cũng không thể để người khác hại những đồng bào chất phác. Nhưng chúng ta đang làm gì chứ? Từ vị hổ thẹn lắc đầu. Huynh đệ một lời đánh thức người trong mộng. Ở chuyện của Lộc Đồng Tán, lão hủ đích xác là phạm hồ đồ, không thể kịp thời ngăn cản hoàng thượng. Bây giờ nói gì cũng đều muộn rồi, không biết còn có biện pháp gì bù đắp. Lộc Đông Tán và A Sử Lạc đã đi bao lâu rồi? Lâm Văn Vinh hỏi. Từ vệ hiểu ý tứ của hắn cười khổ. Hôm qua khi trời tối, hoàng thượng hạ ý chỉ hạn huyết bảo mã của Đột Quyết ngày đi ngàn dặm, hiện tại sợ là đã ngoài 700-800 dặm, chúng ta muốn động thủ cũng muộn rồi. Lâm Văn Vinh chẳng còn cách nào, không biết nói sao mới được. Ngay cả từ vị thiên hạ đệ nhất tài học cũng phạm hồ đồ vào việc này. Đại hòa còn có thể hy vọng vào ai? Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ mệt mỏi, cả người mất đi sức lực. Đã không còn bộ dạng vui mừng hớn hở nữa. Muốn về thẳng nhà, ngủ một giấc, quên đi những chuyện phiền lòng. Hắn lấy ra từ trong lòng điều ký ước cùng với Từ Trường Kim ký tên, đưa cho từ vị, chán nản nói. Từ tiên sinh, ngài đưa thứ này cho hoàng thượng nhé. Chuyện phía Cao Ly coi như là có lời giải thích. Việc Đông Bắc mộ binh đã cấp bách rồi, không cần chờ tới khi binh mã đầy đủ mới hành động. Tốt nhất là bắt đầu ngay những ngày này, trực tiếp tiến vào Cao Ly, không cho Cao Ly vương thời cơ chuẩn bị và thở, cũng có thể có hiệu quả dọa người Đông Doanh. Từ vị nhận lấy khế ước kia, lướt qua một cái, thần sắc kích động lại hổ thẹn. Lâm tiểu huynh, cái này là thật sao? Tiểu huynh thật chính là thần nhân vậy. Lâm Văn Vinh khổ sở gật đầu.
việc ta có thể làm cũng chỉ đến nước này thôi. Về phần có thể nắm vững vàng cao ly trong tay hay không, liền phải dựa vào các ngài rồi. Tiếng kiệu gãy bên này đã sớm kinh động quần thần. Mắt hồ của hoàng đế đảo qua lớn giọng hỏi, Từ Khanh, xảy ra chuyện gì? Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Từ Vị kích động nước mắt lưng tròng, chạy nhanh tới chỉnh lên khế ước kia. Lâm tiểu huynh đã cùng Cao Ly đạt được thỏa thuận và ký vào khế ước. Đại Hoa trăm năm nay mở rộng lãnh thổ, hoàng đế ta chính là người đầu tiên. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lời này thật không? Hoàng đế mừng rỡ, không đợi thái giám động thủ đã đi thẳng tới, cầm lấy cuộn giấy trong tay Từ Vị, run rẩy xem xét. Lý Thái vội hỏi, Từ lão đệ, ý của ngươi là việc đàm phán với Cao Ly thành công rồi? Đúng thế, đúng thế. Từ Vị vội gật đầu, nụ cười sáng lạn. Cao Ly Vương đã đáp ứng đề nghị của Lâm Tiểu Huynh, song phương đã ký định điều ước, từ nay nạp vào chế độ của Đại Hoa. Lãnh thổ của Đại Hoa ta sắp mở rộng theo hướng Bắc mấy trăm dặm, đây chính là đại hỷ của quốc gia, đại hỷ của nhân dân. Gương mặt Lý Thái lộ ra nụ cười, ông thân là tướng lĩnh, lãnh binh, nhận thức đối với việc quốc thổ càng sâu sắc. Một tờ giấy mỏng manh này khiến biên giới của Đại Hoa tiến tới mấy trăm dặm, sao chẳng khiến người ta vui mừng. Hôm đó khi biện luận ở Kim Điện, chư vị vương công đại thần đều có mặt. Khi Lâm Tam đề xuất ra đề nghị kia, mọi người đều cho rằng hoang đường, không nghĩ rằng trong vài ngày ngắn ngủi, mộng tưởng biến thành sự thật, đem Cao Ly nhập vào bản đồ Đại Hoa. Chúng thần nghị luận rối rít, trừ cảm thán chính là kính phục. Chỉ có Thành Vương sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng không hề lên tiếng. Hoàng đế nhìn điều ước trên giấy, sự vui mừng trên mặt khó che giấu nữa. Hay, hay, hôm nay đúng là phúc trạch từ trên trời giáng xuống, công chúa hồi cung, Cao Ly nhập triều. Uy của Đại Hoa ta chuyển khắp bốn phương. Truyền chỉ, đêm nay bày ngự yến ở Ngự Hoa Viên. Trẫm muốn cùng chúng khanh uống thật thống khoái để chúc mừng ngày vui của đất nước. Chúng thần đều hướng tới hoàng đế chúc mừng, những lời tâng bốc không ngớt bên tai. Hoàng đế vuốt râu cười, tâm tình sung sướng. Lầm Tam, khanh vì Đại Hoa ta lập kỳ công này, muốn được tưởng thưởng thế nào, trẫm đều y theo. Lâm Vận Vinh ảm đạm lắc đầu. Khế ước với Cao Ly này vốn nằm trong dự liệu, không đáng nói là công lớn gì. Lúc này việc tiểu dân muốn làm nhất chính là về nhà ngủ một giấc thật ngon, xin hoàng thượng cho tiểu dân cáo lùi trước. Mọi người đều sửng sốt, tên Lâm Tam này lập được công lớn, chính là thời điểm tốt để mong cầu tưởng thưởng, hắn sao lại tự mình vứt bỏ chứ? Hoàng đế cười nói, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, chấm có thể bất cứ thứ gì cũng đáp ứng ngươi. Bỏ qua hôm nay sẽ không có cơ hội như thế này nữa đâu. Ý tứ của hoàng đế Lâm Vân Vinh tự nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này hắn tâm tàn ý lạnh, vô cùng chán nản, đối với bất kỳ việc gì cũng không nâng hứng thú lên được, cương quyết lắc đầu. Đa tạ hoàng thượng, tiểu dân nghĩ kỹ rồi, thứ nên cho khẳng định hoàng thượng sẽ cho, nếu không nguyện ý, tiểu dân cũng không cưỡng cầu, xin hoàng thượng ân chuẩn thỉnh cầu của tiểu dân. Tiêu Thanh Tuyền hiểu hắn rất rõ, trên mặt hắn lộ ra sự mỏi mệt chán nản, tựa như gặp phải thất bại trọng đại, cũng bất chấp chúng nhân ở bên, đi nhanh tới, nắm lấy tay hắn dịu dàng nói. Lâm Lang, chàng sao rồi? Có phải gặp chuyện gì khó xử hay không? Còn hơn cả khó xử, quả thực là đáng giận cực độ. Lâm Văn Vinh cười khổ. Thanh Tuyền, việc này sẽ nói với nàng sau. Ngày tốt đẹp hôm nay, nàng và phụ vương đoàn tụ, nên bồi tiếp người tâm sự cho thỏa lòng đi. Ta về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại tới đón nàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thấy Vu Lang của mình suy sụp tinh thần, Tiêu Tiểu Thư trong lòng vừa đau vừa thương, muốn nói chuyện cùng với hắn. Nhưng nơi đây là Kim Điện, không giống với nhà mình, rất nhiều lời không thể nói ra được. Nếu đã như thế, vậy khanh trở về nghỉ ngơi cẩn thận đi. Hoàng đế thở dài. Khanh vì Đại Hòa ta làm được rất nhiều việc, trẫm đều nhớ trong lòng. Lâm Văn Vinh chắp tay vái chào, thấy Tiêu Thanh Tuyền mặt đầy lo âu, liền cười với nàng, ý bảo nàng yên tâm, xoay người ra khỏi cung. Trên đường cái, người đi lại hối hả náo nhiệt, tiếng chào mời mua bán liên tục vang lên thật huyền náo. Nhưng hắn chẳng có được một chút hứng thú. Vào giây phút nghe thấy lão hoàng đế thà Lộc Đông Tán, niềm vui liền như khói tàn mây khói. Lộc Đông Tán là người cơ trí linh hoạt, giỏi ứng biến, chính là cánh tay trái tay phải của Khả Hãn Đột Quyết. Thả hắn có nghĩa là gì? Trong lòng Lâm Văn Vinh hết sức rõ ràng. Cũng không biết có bao nhiêu trai tráng đại hoa sắp phải vì thế mà trả giá bằng sinh bệnh. Hắn lắc đầu thở dài thật sâu, trong lòng có chút áy náy. Sớm biết là kết quả này, lúc đầu khi có sắp đặt bố cục kia, phải nên phân phó Đỗ Tu Nguyên thẳng tay động thủ rồi. Nói tới cùng, vẫn là thủ đoạn của mình không đủ độc ác. Trách nhiệm này mình cũng phải gánh chịu mấy phần.
Dòng Cường cưỡi ngựa đi được vài bước, trong lòng lại nhớ tới việc của Tiêu gia. Hai ngày không trở về rồi, đại tiểu thư lại vắng mặt, cũng không biết trong nhà loạn thành gì rồi. Hắn lo âu bước chân nhanh thêm, vội vã hướng về Tiêu gia. Mới vào tới cửa liền thấy trong hiệu loáng thoáng một bóng người thướt tha. Nữ tử kia cả người áo đỏ, tuổi chừng 16-17, dung nhan xinh đẹp, sắc mặt lộ chút tiểu tụy, thần tình lại quật cường, cắn chặt miệng, đang cùng mọi người dọn hàng hóa, bận trong bận ngoài. Lâm Văn Vinh sửng sốt, lập tức mừng rỡ chạy nhanh tới hô lên. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư! Thân thể mềm mại của nữ tử kia rung lên, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt không đổi, liếc nhìn hắn, vành mắt đỏ lên, lại nhanh chóng quay đầu đi, không để ý tới hắn. Lâm Văn Vinh vừa bước chân vào trong điếm, liền thấy tình hình không đúng. Không chỉ có nhị tiểu thư nhiều ngày không gặp lãnh đạm với hắn, không thèm nhìn hắn, mà ngay cả tiểu nha hoàn Hoàn Nhi cũng mặt mày lạnh lùng, quay qua hắn hừ một tiếng. Duy chỉ có Tứ Đức còn tính là trung thành, liên tục đánh mắt ra dấu với hắn, tựa hồ có gì đó không ổn. Nhị tiểu thư, nàng không phải là ở học viện sao? Thế nào lại rảnh rỗi trở về rồi? Lâm Văn Vinh tiến tới gần cười hỏi. Mấy ngày không gặp, Tiêu Ngọc Sương tựa hồ cao lên không ít, thân hình thướt tha, sự vẻ hoạt bát xưa kia đã tiêu giảm vài phần, mơ hồ có thêm phần chín chắn. Thấy cự ly của hắn và mình quá gần, nhị tiểu thư vội lùi lại một bước, gương mặt hiện lên một mảnh phấn hồng, cúi đầu nói nhỏ. Người tới làm gì? Không cần lo chuyện ta làm để ta làm. Thấy bàn tay mềm yếu của nàng muốn di chuyển sắp phải, Lâm Văn Vinh đau lòng, vội giành lấy thứ trên tay nàng nhẹ nhàng bảo. Việc này không phải để nàng làm, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta làm. Nếu làm hỏng bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chẳng phải là muốn ta đau lòng chết sao? Nhị tiểu thư ừ một tiếng, lập tức thấy không thỏa đáng, lại hung hăng hầm hừ, mặt đờ ra, nước mắt nổi lên. Ngọc Sương, nàng về bao lâu rồi? Lâm Văn Vinh nhìn nàng chăm chú, mặt đầy nhu tình. Mấy ngày không gặp, nàng gầy đi rất nhiều. Ta... Nhị tiểu thư gấp gáp mở miệng, nước mắt liền muốn nhỏ xuống, chợt nén lòng quay mặt đi. Không cần ngươi lo, ta đi vào trước. Tiêu Ngọc Sương khẽ dậm gót sen, vén rèm đi nhanh vào nhà trong. Lâm Văn Vinh nghe rõ ràng, nhị tiểu thư bảo nàng đi vào trước, vậy chẳng phải là ngầm nhắc ta theo sau? Hắn bước chân tới, đang muốn đi theo tìm nhị tiểu thư, liền thấy tiểu nha hoàn Hoàn Nhi như một cơn gió ngăn trước mặt hắn, mặt mày chẳng có chút dễ chịu. Vị quan nhân này, xin lỗi, nhà trong chính là nơi ở của nữ quyến Tiêu phủ ta, nam tử và chó không thể vào, xin ngài trở lại đi. Hai ngày không gặp, ngay cả tiểu nha đầu này cũng ra mặt rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc dày mặt nói, chà, đây chẳng phải là Hoàn Nhi sao? Mấy ngày không gặp, trông càng xinh đẹp. Ta thấy không quá năm nay, hậu sinh tới nhà ta cầu thân phải xếp hàng rồi. Tam ca chúc mừng muội trước, chúc mừng muội. Hoàn Nhi hừ một tiếng, xoay người đi phân phó Tứ Đức. Hôm nay không vui hỏng mất nhã hứng của bổn cô nương. Thấy một kẻ phản bội vong ân phụ nghĩa, Tứ Đức, mau đóng cửa vào, hôm nay không buôn bán nữa. Không phải chứ, thấy ta cả buôn bán cũng không thèm đụng vào nữa. Điều này từ đâu nói lên chứ? Ta chính là Lâm Tam ca của Tiêu gia đức cao vọng trọng mà. Hắn vội nắm lấy áo Hoàn Nhi. Ấy ấy, Hoàn Nhi muội muội, ăn có thể ăn tạp nhưng không thể nói bừa. Ta khi nào là bội tín bất nghĩa chứ? Là tiểu gia đình trung can nghĩa đảm bảo hộ Tiêu gia, Lâm Tam ca thiết huyết trung thành bảo vệ Đại Hoa, người đời truyền tụng rộng rãi, có ai không biết, có ai không hiểu. Tứ Đức, ngươi hiểu ta nhất, ngươi nói có phải vậy không? Tam ca. Tứ Đức cười khan hai tiếng, mặt đầy khó xử. Không phải tiểu đệ không giúp huynh, sự thực là phu nhân ra lệnh, nếu thấy huynh trở lại sẽ lấy chổi đuổi huynh ra ngoài. Phu nhân? Lâm Văn Vinh chấn động. Ta và phu nhân xưa nay không có thù, gần đây lại có ơn, phu nhân sao có thể hạ độc thủ như thế? Tứ Đức nhích đến bên hắn vô cùng thận trọng nói. Tam ca, huynh cứ chạy mau đi, lát nữa phu nhân nhìn thấy huynh, không đảm bảo sẽ xảy ra được chuyện gì đâu, phu nhân hạ độc thủ. Hoàn Nhi hừ mạnh một tiếng. Ta thấy phu nhân đối với người quá nhân từ rồi, đối với dạng tặc tử vong ân phụ nghĩa bội tình bạc nghĩa, phải lấy gậy đánh chết, thả chó cắn chết, lấy lửa thiêu chết, ăn cơm nghẹn chết, tóm lại là chết không tử tế. Không thể nào. Lâm Văn Vinh hít một hơi khí lạnh. Tiểu nhã đầu này không ngờ có kiểu hận khắc cốt với ta như thế, ta lại không chiếm tiện nghi của nó. Hoàn Nhi muội muội, Lâm Tam ta ở Tiêu gia cũng không phải là ngày một ngày hai, là người thế nào mọi người đều biết. Nói nhân phẩm ta xấu cũng chẳng có một điểm, trời ta vong ân bội nghĩa, bội tình bạc nghĩa, loạn thân tặc tử, muội càng là người đầu tiên. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào mà phải có cách chết thảm như thế? Hoàn Nhi cười lạnh lùng. Người làm không sai là hai vị tiểu thư nhà ta nhìn lầm thôi, không nhận rõ nhân phẩm của ngươi, bị tên tặc tử vô sỉ ngươi lừa. Hai vị tiểu thư có khổ không nói ra lời, nhưng Hoàn Nhi ta lại không sợ ngươi. Cho dù ngươi làm phò mã ra đời đời phú quý thì sao nào, phụ tình bạc nghĩa chính là ngươi. Cho dù ngươi chém đầu ta, ta cũng phải chửi tên tặc tử ngươi. Tứ Đức, đuổi kẻ vô sỉ này đi.
Tiểu nha hoàn này nói một tràng như là pháo liên thanh. Lâm Vân Vinh nghe mà hồ đồ mụ mẫm. Phò mã ra cái gì? Phụ tình bạc nghĩa cái gì? Đây rốt cuộc là trò đùa gì? Hoàn Nhi, muội nói rõ ràng chút đi. Tam ca, Tư Đức nhỏ giọng nói. Huỳnh cứ nhận đi. Hoàng thượng phái người đến đưa đại tiểu thư đi rồi, còn ban thánh chỉ cho phu nhân, nói là muốn chọn huynh làm phò mã, không thể lấy nữ tử dân gian nữa. Thánh chỉ kia còn ở trong tay phu nhân. Phu nhân tức tới bệnh rồi. Nhị tiểu thư vội vã chạy về, nghe được tin ấy cũng ngất đi. Lâm Vân Vinh nghe được đại nộ. Hồ đồ, ta hỏi ngươi, ta là dạng người đó sao? Từ Đức, ngươi nói đi, nhân phẩm của Tam ca và thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi tin cái nào? Từ Đức do dự một chút thận trọng đáp. Hình như thánh chỉ của hoàng thượng đáng tin hơn một chút. Tam ca huynh đừng giận, chúng chỉ là một chút mà thôi. Oan, con mẹ nó oan quá. Lâm Vân Vinh cảm tức cực kỳ. Lã hoàng đế tâm tư ác độc thế sao? Hôm qua vì điều này ta còn liều chết chống lại, nào biết ông ta đã đâm dao sau lưng. Thừa dịp ta trong lúc vì nước hiến thân, thình lình đem thánh chỉ tới tay phu nhân rồi. Nếu ta là phu nhân, khẳng định thổ huyết tại chỗ, huống gì là đại tiểu thư và nhị tiểu thư cực kỳ ngưỡng mộ ta sâu đậm. Điều này đơn giản là muốn lấy mạng. Có thể tin cái rắm. Thấy bộ dạng đáng ghét của Tư Đức, Lâm Vân Vinh vỗ lên đầu hắn. Thế mà cũng mang tiếng theo ta lăn lộn bao lâu, ngay cả nhân cách của Tam ca cũng không biết. Ta là một người luôn thích mới không chán cũ, sao có thể vì một cây đại thụ mà vứt bỏ một mảng rừng rậm chứ? Đây là kế ly gián của hoàng thượng cố ý đưa ra. Mục đích của nó chính là muốn phá hỏng cục diện tốt đẹp đoàn kết an định của Tiêu gia ta, thuận tiện phá hỏng tình cảm của ta cùng phu nhân và vị tiểu thư. Các người làm sao không nhìn ra chứ? Hoàn Nhi cười khinh thường. Người nói thật dễ nghe, người dám nói, người chẳng làm một chuyện không phải với đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Ai, điều này... Tiểu nha đầu này mồm mép thật sắc bén, Lê Vân Vinh thật sự có chút khó xử rồi. Hắn và Thanh Tuyền làm phu thê trước nhất, sau đó lại cùng xào xào bái đường. Tiêu gia nhị tiểu thư còn dễ nói một chút, đại tiểu thư thực tế là người đến sau, cướp được tiên cơ. Giờ theo đạo lý mà nói, hắn và đại tiểu thư, nhị tiểu thư làm chuyện không phải với Thanh Tuyền mới đúng. Có điều, hiện giờ ở thời khắc mấu chốt này, đánh chết cũng không thể nói thật. Tiểu muội muội, muội tuổi còn nhỏ, chuyện tình cảm tuyệt không phải là ba câu hai lời có thể giải thích rõ ràng. Lâm Vân Vinh bất đắc dĩ nói, ta đối với đại tiểu thư, nhị tiểu thư là một mảnh si tâm, có thể sánh cùng nhật nguyệt. Đừng nói những điều vô dụng này. Hoàn Nhi cắn răng khoát tay, ta hỏi ngươi, ngươi có phải muốn lấy công chúa hay không? Đúng vậy, nhưng... Không nhưng gì cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Nhi tức giận đỏ lên. Nếu ngươi chân tâm đối với tiểu thư nhà ta, đi bỏ công chúa đi. Bỏ công chúa? Lâm Vân Vinh thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi. Tiểu nhát đầu này thật là có dũng khí. Nhưng nếu không phải công chúa là lão bà ta là Thanh Tuyền, Tiên Nhi, ta vì đại tiểu thư bỏ hơn 10 công chúa cũng chẳng có gì không được. Từ Đức ở bên cạnh run lên, phỏ má bỏ công chúa, đây là thọ tinh ăn tỷ xương, là chán sống thật rồi. Sau rèm một tiếng khóc khẽ nấc lên, giọng Tiêu Ngọc Sương bi thương tuyệt vọng vọng lại. Tên xấu xa ngươi, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Nhị tiểu thư, Lâm Vân Vinh lại càng hoảng sợ, chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ dần, đúng là tiến vào nhà trong. Hắn lao vào trong như mũi tên. Tên lòng lang dạ sói ngươi, lỡ mất chuyện trung thân của tiểu thư nhà ta. Hoàn Nhi dập một tiếng đóng cửa lại, dập ngay vào mũi Lâm Vân Vinh. Lâm Vân Vinh kêu thảm thiết một tiếng ôi chao, liền nhảy lên. Ngọc Sương, Ngọc Sương, nhị tiểu thư, nàng nghe ta nói đã, sự thật không phải như nàng nghĩ đâu, ai chà. Tam ca thật đáng thương. Tư Đức nhìn thấy không đành lòng vội nhắc. Tam ca, cửa sau đang mở. Hảo tiểu tử, thật là thông minh, Tam ca sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Vân Vinh nhịn đau lộn người nhảy lên, lúc bận rộn không quên giơ ngón cái với Tư Đức, vội vã chạy tới cửa sau đại viện. Hắn chạy nhanh, nhưng có người càng nhanh trí hơn. Còn chưa chạy tới cửa, liền nghe rầm một tiếng, cửa đóng khóa rồi. Sau cửa nhưng có một người dựa vào, không nói gì, nhưng mơ hồ nghe được tiếng khóc khe khẽ. Lại chậm một bước, Lâm Vân Vinh không biết làm sao thở dài kêu lớn. Nhị tiểu thư, nàng có ở đấy không? Sự tình thật sự không phải như nàng nghĩ đâu, ta vô tội. Hắn bóp mũi hò một trận, nhưng không hề nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng không biết Tiêu Ngọc Sương có ở bên trong hay không. Ở hay không ở, tình hình đều rất tệ. Lâm Vân Vinh buồn bực. Lão hoàng đế này thật sự là hại người không ít. Đáng hận nhất, ông ta lại là cha của Thanh Tuyền và Tiên Nhi. Lão tử lại không thể làm được gì ông ta. Cảm tức, cực kỳ cảm tức. Tam ca, thế nào rồi? Tư Đức thở hồng hộc chạy tới. Hảo tiểu tử, vẫn là người trọng nghĩa khí nhất. Lâm Vân Vinh vỗ vai hắn cảm thán. Thời khắc quan trọng cùng Tam ca đồng cam cộng khổ, không bỏ không rời, có tiền đồ. Tư Đức cười khàn hai tiếng. Không trọng nghĩa khí cũng không được, cửa bị đóng rồi, ta không vào được. Hóa ra là như thế. Lâm Vân Vinh bỏ tay xuống, chợt thở dài. Tư Đức, ngươi biết hôm nay vì sao ta tới không? Tam ca, làm sao lại trở nên thâm trầm như thế? Tư Đức mặc dù khó hiểu nhưng vẫn ân cần. Tam ca, huynh không phải tới thăm nhị tiểu thư và phu nhân sao?
Lâm Văn Vinh gật gật đầu, mặt đầy chua xót. Tới thăm phu nhân và nhị tiểu thư không phải là giả, kỳ thực còn có một chuyện khác, ta tới nói lời từ biệt với mọi người. Tam ca, huynh thật sự muốn làm phò mã rồi. Giọng Tứ Đức run rẩy, thấy Tam ca đang cố sức đánh mắt, lại không hiểu vội hỏi. Tam ca, mắt huynh làm sao vậy? Không có gì, chỉ là bị ngươi làm tức đến rơi nước mắt thôi. Lâm Văn Vinh nghiến răng, hận không thể cho tên tiểu tử này một đấm. Ta tới từ biệt mọi người, không phải bởi vì ta muốn làm phò mã, mà bởi vì... Giọng hắn hơi chút dừng lại, thâm trầm thở dài. Sau này, ngươi có thể không nhìn thấy ta nữa rồi. Phía sau cửa một tiếng động khẽ vang lên, dường như có người tựa vào cửa nghe trộm. Lâm Văn Vinh mừng rỡ, có cửa rồi. Tam ca, huynh phải đi đâu? Tứ Đức cũng lắp bắp kinh hãi, chợt tựa như hiểu ra cái gì, nắm chặt tay hắn, vành mắt ướt đẫm. Tam ca, huynh đừng nên đi. Y học Đại Hoa ta hừng thịnh như vậy, có chứng nan y gì điều trị được, huynh nhất định phải kiên cường, cứng rắn lên à? Lão tử có nan y? Cũng là bị nhà ngươi chọc tức mà ra, tên tiểu tử này, mơ hồ cũng có tí khả năng kế thừa y bát của ta. Lâm Văn Vinh nghiến răng. Kỳ thực là thế này, tiền tuyến phương Bắc, người Hồ xâm nhập, gây nên những việc dã man, bọn chúng tàn nhẫn, đốt phá cướp bóc, không chuyện ác gì không làm. Hoàng thượng đã hạ lệnh trưng binh, tráng binh Đại Hoa ta phạm là tuổi tròn 16, đều tích cực nhập ngũ, dũng cảm giết địch. Bảo gia vệ quốc, thật phù hữu trách. Ta thân là nam nhi đường đường, tất nhiên là không dám lười biếng. Mấy ngày trước đã hướng tới Đại Hoa thượng tướng quân Lý Thái xin được ra trận, gia nhập trong quân của ông. Trong vài ngày nữa, sắp phải tới tiền tuyến xa xôi, huyết chiến với người Hồ. Huynh đệ, hắn giả dối gạt hai giọt nước mắt. Ngày sau ta chết ở xa trường, nếu ngươi rảnh rỗi, chớ quên đốt 4 chậu tiền giấy ở phần mộ của ta. Tam ca, huynh nói thật chứ? Tứ Đức choáng váng. Ngay cả Tam ca cũng lên chiến trường, người Hồ kia cũng quá đáng sợ rồi. Lời tới đây là hết, hôm nay xem như là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Huynh đệ bảo trọng, cáo từ. Lâm đại nhân quay đầu đi, anh hùng quả cảm đang muốn cất bước, chợt nghe két một tiếng, cửa sau mở ra, thân hình xinh đẹp của Tiêu Ngọc Sương xuất hiện trước mặt hắn. Nhị tiểu thư, nàng... Lâm Văn Vinh vừa mừng vừa kinh ngạc. Lâm Tam, ngươi là đồ xấu xa. Gương mặt Tiêu Ngọc Sương đẫm nước mắt, xinh đẹp như mưa buổi ban mai. Chủy thủ trong tay nàng sáng loáng chói mắt, kêu lên một tiếng, lao thẳng vào người hắn. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 117 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 118. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.